Xin chào mừng các anh chị và các bạn. À, xin chào các giám đốc, các trưởng phòng marketing. À, tiếp tục cái video khóa học à, series của chương trình là giám đốc marketing toàn diện. À, video bài học này thì sẽ nói về à, chủ đề xây dựng và phát triển các hệ thống marketing. À, thế thì ở đây à, như cái tên của cái à, my map này là xây dựng và phát triển hệ thống marketing. Thì à, mục tiêu của tôi là muốn giới thiệu cho các anh chị và các giám đốc về các cái cách thức, các cái công cụ mà các cái hệ thống đang triển khai để các anh chị có thể hình dung và áp dụng cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh và marketing của mình. thì trên thế giới cũng như tại Việt Nam bây giờ thì có rất nhiều các cái hệ thống, các cái phương thức để có thể thực hiện được marketing. chúng ta có nghe nói đến rất nhiều những thuật ngữ về marketing. thí dụ như là Inbound Marketing, Outbound Marketing, Social Media Marketing, Mobile Marketing, uh, Remarketing, Retargeting, vân v, .v. À, Thì có rất nhiều các thuật ngữ uh, chuyên ngành uh, có liên quan uh, Nó nằm trong cái uh, chủ đề về Marketing Cũng như là uh, nó sẽ uh, giúp cho chúng ta là có thể hiểu được uh, Cái hệ thống Marketing ở đây nó gồm uh, những cái gì Và như thế nào là một cái hệ thống tốt phù hợp với chúng ta ok vậy thì cái hệ thống marketing ở đây là gì thì tôi xin chia sẻ là đó là tập hợp các cái công cụ cũng như là các cái dòng luồng thông tin của marketing cũng như là kết hợp với các cái chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả và mục tiêu của marketing đồng thời là thực hiện đầy đủ các chiến lược cũng như là các chiến thuật mà chúng ta đã đề ra Đấy. Thế thì thông thường khi nói đến hệ thống thì người ta sẽ nói đến có thứ tự, có sắp xếp và có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng thì người ta mới hình thường hình thành nên cái khái niệm về hệ thống và hệ thống ngày nay thì người ta thường có xu hướng là tự động người ta hay sử dụng automation marketing hoặc là người ta có thể kết hợp thêm cùng với các công cụ như là Uh, chatbot các công cụ như là trí uh, tuệ thông minh nhân tạo Đấy, rồi thì uh, phân tích dữ liệu lớn phân tích dữ liệu nhỏ vân vân thế thì uh, có những cái loại kênh marketing như thế nào cách phân loại nó ra làm sao thì chúng ta có thể chia thành uh, các kênh uh, online và các kênh offline Đấy, uh, kênh trực tuyến và kênh ngoại tuyến đúng không ạ uh, có thể gồm các cái kênh quốc tế và kênh nội địa tức là mình đánh vào thị trường uh, trong nước hoặc mình đánh vào thị trường uh, nước ngoài Đấy, và có thể là bao gồm kênh nội bộ và kênh thuê ngoài hoặc là cũng có thể là có cái cách tiếp cận là kênh mình tự xây và kênh trả phí thì cái này mình chỉ là do cách cách sắp xếp thôi đúng không ạ kênh tự xây và kênh trả phí thế thì do cái cái, cái cách mình phân loại nha cách mình phân loại nó có nhiều cái kênh như vậy nhưng mà tôi nghĩ là dễ nhất thì cứ chia thành online offline phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của mình thế thì ví dụ như là các cái kênh online thì có rất nhiều các kênh dưới đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở phía dưới này đúng không ạ và các kênh offline các kênh offline thì hiện nay thì nó cũng không được tốt lắm nó không được gọi là hiệu quả lắm nhưng mà với rất nhiều ngành hàng đặc biệt là ví dụ những ngành hàng như là ngành hàng tiêu dùng nhanh thì sử dụng các cái kênh offline vẫn còn cái chỗ đứng nhất định chứ không phải là nó đã biến mất hoặc là nó cảm hiệu quả đến mức mà không thể sử dụng được. À, thí dụ như là các cái loại quảng cáo in ấn à, như là in uh, catalog đúng không, in tờ rơi, in danh thiếp, vân vân. À, quảng cáo trưng bày tại điểm bán hoặc là ngoài trời đúng không ạ, à, quảng cáo tại cửa hàng. À, rồi thì à, quảng cáo qua radio, à, radio thì cũng có thể là à, chia vào cái kênh online cũng được hoặc là chia vào kênh điện tử cũng được. À, ngày nay thì chúng ta thấy rằng xe hơi thì đã phổ biến hơn tại Việt Nam và quảng cáo trên xe hơi cũng là một trong những hình thức quảng cáo khá là hiệu quả thông qua các cái chương trình radio phát thanh trên 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 um, xe hơi hoặc là người ta cũng có thể quảng cáo trên um, bằng cách là in uh, trên xe hơi thí uh, dụ như là các cái hãng um, mỹ phẩm hoặc là các cái công ty bất động sản thường có cái cách là chúng ta có thể thuê một cái xe buýt 54 chỗ và cho chúng ta dán đề can kín và chúng ta chạy đi khắp và thành phố, đây là một cái phương pháp mà khá là thông minh và và à, hiệu quả tiếp cận được nhiều người mà với chi phí rất là thấp, đấy hoặc là chúng ta cũng có thể kết hợp các sự kiện à, với à, những cái chương trình như vậy à, rất là tốt, đúng không ạ? Để chúng ta chở những cái chiếc xe không thế đó chúng ta chạy quanh thành phố à, quảng cáo trên xe hơi, à, quảng cáo tài trợ, đúng không ạ? Rồi quảng cáo à, trên các cái tạp chí báo chí thì gần như các hình thức quảng cáo trên tạp chí báo chí thì đã đã kém hiệu quả rất nhiều. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là xây dựng tạp chí chuyên ngành để chúng ta chia sẻ và trên đó thì tự chúng ta quảng cáo. Tức là trước đây chúng ta đi mua quảng cáo trên một cái tạp chí khác, thì bây giờ chiến lược của chúng ta lại là xây và tạo ra một cái tạp chí điện tử, e-magazine để trong đó thì chúng ta khéo léo chúng ta quảng cáo các sản phẩm của chúng ta. thí dụ như thầy Phan Anh chuyên về marketing thì thầy Phan Anh có thể ra một cái số marketing magazine một cái tạp chí về marketing hoặc digital marketing thầy Phan Anh sẽ viết những bài viết và tổng hợp lại sau đó dàn thành báo đúng không ạ và không in và chỉ xuất sang dạng pdf thôi cho miễn phí tặng cho download miễn phí để mục đích là để quảng cáo cho thương hiệu của thầy Phan Anh ví dụ như vậy đấy là một cái chiến lược rồi đồng phục hoặc là danh thiếp hoặc là những cái nhận diện thương hiệu đúng không ạ Đấy, xuất bản sách à, sách cứng hoặc là bản điện tử, bản mềm đấy. À telesale đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể gọi điện tư vấn và chăm sóc khách hàng, à, lấy ý kiến khách hàng. thí à, dụ như là mỗi khi tôi đi sửa xe hoặc là đi bảo dưỡng xe thì à, hãng người ta hay gọi điện đến người ta xin ý kiến thì đấy cũng là một cái cách để chăm sóc khách hàng tốt. À, các chương trình hội trợ trong nước và quốc tế. Đấy và à, tái định vị thương hiệu tức là rebranding, tái định vị thương hiệu à, làm cho cái thương hiệu mới hơn, nóng hơn đúng không ạ đấy là một số những kênh offline mà chúng ta thường thấy thì thì có rất nhiều à, ngoài ra thì à, ví dụ như có những cái loại mới nữa thì chẳng hạn như là mình có thể là quảng cáo ở trong thang máy à, quảng cáo trong thang máy thì thực ra nếu mà nói là offline cũng đúng mà online thì cũng không sai bởi vì nó cũng thực sự là nó sử dụng cái công nghệ mà hiển thị hình ảnh hoặc video thông qua cái màn hình điện tử ở trong thang máy đấy, hoặc làm Tôi sẽ bày cho các bạn một cái chiêu, một cái mẹo này nữa Và tôi nghĩ là nếu các bạn mà làm nó rất là thích thú, rất là thú vị ừ. Hiện nay thì các bạn thấy là cái mã QR code ấy, Nó rất là... Uh, mã QR đấy, mã, tiếng Anh đọc là QR code uh, Thì là nó rất là phổ biến Thế thì uh, bạn có thể in cái mã QR code để bé bé xinh xinh uh, Chắc là chỉ, chỉ độ 2cm, một cái hình vuông như vậy Sau kèm với một cái đoạn text ngắn Thì sau đó các bạn có thể đi dán Ở nhà vệ sinh của tất cả các cái chung cư, những tòa nhà lớn đấy, thường thì cái khi mình dán một cái nhỏ nhỏ như thế thì à, người ta sẽ không để ý đấy, hoặc là ở các cái trung tâm thương mại ở các cái tòa nhà văn phòng ở bất kỳ chỗ nào à, mình có một cái qr code nhỏ thôi mình dán ngay bên cạnh cái chỗ đi toilet đấy à, và tôi nghĩ rằng là nếu mà chiến dịch này mà các bạn mà triển khai thì cực kỳ thú vị luôn à, gần như chi phí rất là thấp không mất một cái gì cả Không mất công, mất sức gì nhiều Không mất tiền, không phải thuê Mình chỉ đi dán nhỏ nhỏ như thế đấy, Một cái ô nhỏ nhỏ Mã QR mình dán Thế thì mình chỉ mất mỗi cái công đi dán thôi à, Mà cũng rất là nhanh à, Cũng rất là nhanh và cũng rất là khéo Thì có thể là khi mà người ta đi vệ sinh Người ta sẽ quét Cái QR đấy người ta sẽ ra trang web Hoặc là ra kênh Youtube Hoặc là ra TikTok, hoặc là ra Canvas à, Hoặc là website, hoặc là app Đấy, một cái gì đó vấn đề là bạn phải bạn phải uh, tạo ra cái sự hứng thú uh, cho khách hàng để khi mà uh, họ đang ở trong cái uh, cái môi trường như vậy họ muốn uh, quét cái đó và họ muốn đọc uh, đọc sau đó thì họ thấy thích thú thì họ có thể làm uh, tương tác với chúng ta Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp như vậy uh, ok uh, tiếp tục thì chúng ta cũng có thể làm gì uh, chúng ta có thể phát triển hệ thống bán hàng À, đại lý online à, thông qua các chương trình cộng tác viên hoặc là các cái à, chương trình à, mô hình à, đại lý giống như là các boss mỹ phẩm hay là các boss thực phẩm chức năng à, thường sử dụng bây giờ xây dựng cái hệ thống các đại lý bán hàng nhưng không phải là offline mà hoàn toàn là online tuyển đại lý tuyển đại lý tuyển đại lý đào tạo đào tạo đào tạo đúng không ạ bán hàng bán hàng bán hàng chốt đơn chốt đơn chốt đơn kiểu như thế đấy rồi chúng ta cũng cần phải xây dựng các bộ nhận diện thương hiệu chuẩn để sau đó thì chúng ta sẽ làm nhượng quyền nhượng quyền cũng là một trong những phương pháp tốt đúng không ạ một cái phương pháp tốt để chúng ta có thể xây dựng và phát triển hệ thống cho chúng ta hệ thống kinh doanh hệ thống bán hàng và có thể đấy là cũng là hệ thống marketing luôn các cái kênh online của chúng ta thì gồm ví dụ như là Facebook Google YouTube TikTok website các kênh quảng cáo hiển thị marketing nội dung và app đúng không ạ à, tức là ứng dụng chúng ta cũng có thể phát triển các ứng dụng app cho mobile vâng. đấy có nhiều lắm và thì đây tôi đang cố gắng liệt kê cho các bạn à, ví dụ như facebook đúng không ạ thì chúng ta có facebook profile à, chúng ta có thể xây dựng hàng chục cái profile À, xây dựng những nhân vật để à, từ đó nổi tiếng và chúng ta sẽ sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái profile để chúng ta bán hàng và thu hút khách hàng à, fanpage đúng không ạ à, phát triển nội dung cũng như là à, chạy quảng cáo để bán hàng trên fanpage cũng rất là tốt Đấy, à, chạy quảng cáo trên facebook Ad à, tuy nhiên thì chạy quảng cáo bây giờ nó có mấy vấn đề là một là tài khoản hay bị vô hiệu hai là chi phí quảng cáo rất là đắt đỏ thứ ba là tỷ lệ chốt đơn ngày càng thấp vân vân À, thì cái đấy các bạn cũng cần phải lưu ý à, Livestream bán hàng qua Facebook à, Rồi thì à, chăm sóc khách hàng qua Messenger và Chatbot à, Và sử dụng Automation à, Hoặc là Chatbot bằng cách là remarketing, gửi tin nhắn à, Đăng bài giao vật trên Marketplace Và chạy quảng cáo trên Marketplace à, Thì cũng có Marketplace Ads à, Cái này cũng là một cái cách quảng cáo khá là hay Ít người biết À, phát triển các cái video à, cho Facebook Watch và Facebook Reels à, hoặc là Instagram Reels à, cái này là cái video ngắn của Facebook và Instagram à, như vậy chúng ta thấy là có rất nhiều kênh và với mỗi một kênh này thì chúng ta đều phải có những cái à, người chăm sóc phải có ngân sách dành riêng cho nó phải có KPI cho nó vân vân à, kênh Google thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là à, Google thì chia làm hai phần là quảng cáo và là không quảng cáo à, không quảng cáo thì ở đây chính là chúng ta có thể hiểu đấy chính là seo đúng không? đấy chính là seo này chúng ta đưa nó xuống đây thế thì google ở đây thì chúng ta có google quảng cáo tìm kiếm à, google hiển thị à, thế thì google quảng cáo tìm kiếm là như thế nào à, ví dụ như đây chúng ta sẽ vào đây chúng ta tìm là mua chung cư vinhome ocean park à, thì chúng ta nhìn thấy có quảng cáo ở đây chính là quảng cáo google tìm kiếm đúng không ạ? vâng à, Chúng ta vào đây chúng ta sẽ tìm là mua iPhone 14 Pro Max Đúng không ạ Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái quảng cáo ở đây à, Nó chính là cái quảng cáo Google Shopping à, Google Shopping hay còn gọi là Google Mua Sắm à, Hoặc là chúng ta vào một cái trang à, báo bất kỳ Thí à, dụ như là à, Cambridge UK đi à, Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều quảng cáo à, hiển thị Đúng không ạ Và nó có rất nhiều quảng cáo hiển thị thế thì cái quảng cáo hiển thị này chính là quảng cáo của Google đó chúng ta đang nhìn thấy đây ạ ví dụ như là hãng ACFC họ quảng cáo về thời trang à, họ đang quảng cáo có cái chữ à, Y-tròn đây này quảng cáo Google thì cái hình thức quảng cáo này nó người ta gọi là Google Display Network tức là mạng hiển thị à, của Google à, rồi thì quảng cáo qua email à, gọi là Google khám phá à, quảng cáo à, video YouTube ads Đúng không ạ? YouTube thì cũng rất là mạnh trên mobile và cả trên PC với một cái tính năng là sau 6 giây mới được bỏ qua quảng cáo, đúng không ạ? thì và Google Ads Shopping. Và thì đấy là có năm loại hình quảng cáo của Google. Và chúng ta cũng có Google Sale. Ở Việt Nam thì gần như là sale thì chỉ có sale trong Google thôi. Người ta không dùng Yahoo cũng không dùng các công cụ quảng cáo khác thì chúng ta cũng phải học và làm seo các cái từ khóa và hãy nhớ rằng seo là để lên tốt để để lên tốt là để bán hàng thí dụ như là chúng ta vào cái trang web này một tháng một năm một tháng bây giờ chúng ta thấy là nó truy cập một cái trang web có thể lên tới hàng nghìn hàng trăm nghìn là truy cập thì chúng ta mới mới có được cái khả năng bán hàng tốt còn nếu mà các bạn không có những kênh này và hoặc là có những kênh này nhưng không hiệu quả không có lượt truy cập không có lượt à, xem giống như là cái v mà hôm trước tôi nói đúng không ạ à, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc xây dựng kênh của các bạn đang rất là kém và không đem về data không đem về những cái khách hàng chất lượng tương tự như vậy à, kênh youtube đúng không ạ à, thì bạn cũng có youtube ads, à, bạn có thể chạy quảng cáo youtube ads thì chính là google video đấy à, bạn cũng có thể là à, phát triển kênh bằng cách là mình bằng cách là mình mình đăng các video và sau đó thì người ta tìm đến và tăng cái lượt xem trên video của mình hoặc là mình cũng có thể sử dụng YouTube Short hiện nay là cái cái video ngắn trên YouTube cũng khá là hiệu quả Đấy, và chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một chút về sale video và sale video trên YouTube tức là làm sao mà người ta tìm cái từ khóa nó ra mình cái tìm cái từ khóa nó ra mình được ví dụ như là mình tìm làm hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh Thì ở đây nó sẽ có các quảng cáo này Phía dưới này bắt đầu nó có ra rất nhiều các cái bài được đưa lên Đấy Thì đây ví dụ như là của thầy Phan Anh đây Cũng có một cái video Cái số lượt xem thì nó cũng không phải nhiều bởi vì cái lượng kênh của mình là chưa tốt đúng không ạ và cái lượt theo dõi chưa tốt đấy và còn đây là YouTube Short YouTube Short và ok à, vậy thì một cái kênh như này nếu mà có lượt xem tốt à, có hàng À, trăm nghìn lượt theo dõi hoặc là hàng triệu lượt theo dõi thì xin chúc mừng à, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền và khách hàng cứ thế tìm đến chúng ta tương tự như vậy ở à, kênh tiktok thì cũng có năm nền, nền tảng à, đấy là tiktok kênh à, chúng ta cũng phải xây kênh và phát triển kênh để tăng được lượt theo dõi à, chúng ta cũng có tiktok ad đúng không ạ chạy quảng cáo à, chúng ta cũng có tiktok shop và chính là sàn thương mại điện tử của tiktok à, chúng ta cũng có à, tiktok à, affiliate tức là cái tính năng liên kết thiết thị liên kết của TikTok cũng rất là mạnh. Đấy và TikTok livestream. Thì mình có thể livestream trên TikTok và mình bán hàng. Thì cả năm cái nền tảng này các bạn cũng sẽ phải học. Đối với các cái giám đốc kinh doanh thì chúng ta có thể giám đốc marketing thì chúng ta có thể không cần thiết phải học quá chi tiết, học để làm mà chúng ta học để ra kế hoạch và ra chiến lược cho nhân sự của mình và quản lý nhân sự của mình đặt ra các mục tiêu đó kênh website thì chúng ta uh, chắc chắn rồi nếu đã có website thì chúng ta phải phải seo bài à, phải seo bài rồi à, phải viết bài và đặt các mục tiêu về từ khóa à, rồi để lượt truy cập lượt tìm kiếm đúng không ạ vâng tất cả những cái điều này rất là quan trọng và à, chuyển đổi thành khách hàng à, đấy thông qua website thì mình phải đo lường được có bao nhiêu lượt truy cập à, ví dụ như là tôi thì tôi không chém gió tôi là người mà à, trình bày và hướng dẫn cho các bạn này tôi tính tôi là tôi rất là thật không chém gió thí à, dụ như là tôi sẽ cho các bạn xem một cái à, Google Analytics à, đây Đấy. ví dụ như các bạn có thể để ý họ gửi thông báo cho tôi đây Uh, in november you had um around uh 34k user visit to website. À uh, để tôi làm tròn nhá. Uh, vào tháng 11 thì tôi đã có khoảng uh, 33.900 lượt user đây là lượt người người sử dụng đã truy cập vào trang của tôi. Uh, uh, 34.000 Thế bây giờ là 34.000 thì cũng cũng khá là tốt so với một cái trang web của cá nhân tôi đúng không? Thế nhưng bây giờ nó lại làm 300.000 cơ hay là thậm chí một triệu lượt truy cập cơ thì nó còn kinh khủng hơn nữa đúng không ạ? Và tất nhiên là từ 34 35.000 mà lên đến 100.000 cũng đã là rất là khó rồi chứ đừng nói là lên đến một triệu thế nhưng mà ý tôi muốn nói là nếu mà mình tăng lên được thì mình sẽ cực kỳ kinh khủng luôn khách hàng của mình rất là nhiều và mình kiếm được rất là nhiều tiền. Rồi các cái kênh hiển thị khác, thí dụ như là bạn chạy quảng cáo những cái sản phẩm khó, ví dụ như là thuốc đông y, nhà tươi ba đời, rồi thì thực phẩm chức năng, thuốc tăng cân giảm cân kiểu thế, thì sẽ có những cái kênh hiển thị như là đây những cái kênh như thế này, ZFDI kênh hiển thị người ta gọi là native ad này, native ad đây thì có rất nhiều ví dụ như là Double này, Double là một cái nền tảng của Hàn Quốc. Đây có rất nhiều những cái mạng như này các bạn có thể sử dụng. Astera này rồi thì ở Việt Nam thì cũng có một số những cái mạng ví dụ như là của FPT thì có Airclick. Đấy, của của VNG thì có Atima đó, Atima thì là quảng cáo trên trên các cái nền tảng Zalo rồi thì đọc báo báo mới, đấy. Đấy, những cái trang như thế này thì chúng ta có thể hiểu những cái nền tảng những cái ứng dụng như này có thể hiểu đấy chính là Native Ad và à, Display Network những cái mạng hiển thị mạng quảng cáo. OK, đấy, thì cái này thì chúng ta có thể sử dụng nhá, đấy, rất nhiều. À, chẳng hạn như đây, này. các bạn có thể nhìn cái trang dân trí này, dân trí cũng là một cái mạng quảng cáo tôi sẽ cho các bạn xem cái chỗ này mà tôi rất là thích các bạn nên để ý đây là ví dụ như doanh nghiệp tiên phong Việt Nam Hùng Cường này Đấy. thế thì cái đơn vị Amacao này này Đấy. họ cứ ngồi ở đây thực ra cái lượt click vào đây nó không nhiều đâu Đấy. thế nhưng mà nó cứ ngồi ở đây ngồi nó cứ ngồi ở đây này thì gần như là cứ vào trang chủ phát là thấy Đấy. Đấy. nó cứ ngồi ở đây suốt thì như vậy là cái thương hiệu nó cũng được biết đến khá là nhiều Đấy thế thì các bạn thử, thử cân nhắc xem là không biết là cái phí của nó là nó tính như thế nào à, ở đây các bạn có thể sử dụng quảng cáo của dân trí app đây à, thì họ tính theo cpm hay là tính theo cpc thì tôi không rõ à, có ad desktop ads mobile social media à. vâng thì các bạn vào đây xem mua bài pr vân vân nhưng mà cái vị trí này, này là cái vị trí mà tôi thích nhất Tôi cảm giác nó rất là thông minh, rất là khôn Còn cái banner như này thì nó khá là đắt Đúng không ạ? vâng nó phải hàng tiền chục triệu, hàng trăm triệu Ok Như vậy là các bạn thấy nó có rất nhiều các cái giải pháp trong nước, ngoài nước Và những cái công ty lớn Hay là Instagram đúng không ạ? Các bạn muốn có Instagram nữa Thì thực ra Instagram hay là WhatsApp thì nó cũng đều thuộc Facebook mà thôi Các bạn muốn chạy quảng cáo trên Instagram thì nó cũng sử dụng nền tảng quảng cáo của Facebook. Còn nếu mà các bạn muốn bán ra nước ngoài. Đúng không ạ? Đây, quốc tế này thì có sẽ có nhiều Microsoft, Twitter, LinkedIn, Amazon, Alibaba đúng không ạ? Và rất nhiều kênh khác. Trên từng cái sàn của nó cũng có. Ở đây thì trong nước thì ngoài các website ra thì cũng có những cái sàn thương mại điện tử. Thì chúng ta lại phải học tiếp bởi vì chúng ta đa kênh mà chiến lược đa kênh của chúng ta omni channel ấy thì sàn shopee Tiki, lazada sen đỏ kiểu như thế cái chiến lược đấy là chúng ta phải 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 áp dụng tất nhiên là không phải công cụ nào chúng ta cũng sử dụng hết nhưng mà ở đây là là chúng ta cần phải cân nhắc về mặt nguồn lực về mặt hiệu quả và về mặt sử dụng kênh omni channel là chắc chắn là chúng ta phải sử dụng tức là chiến lược đa kênh đa nền tảng sau đó thì chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến lược phát triển nội dung về mặt triết lý về cách thức phát triển ý tưởng phát triển à, thì tôi cũng sẽ có một cái 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 series video nói về uh, content marketing riêng à, thì các bạn sẽ phải xem thêm. thí à, dụ như là uh, hôm trước nó trận đấu giữa Việt Nam và và Thái Lan đúng không? ạ à, thì sau đó Viettel đã đưa bản là nếu mà Việt Nam mà hòa wow, thì tôi sẽ tặng data. nếu mà Việt Nam mà hòa thì tôi sẽ tặng data. thì Viettel Telecom đã làm như vậy và cái lượng viral cái lượng viral cho cái buổi hôm đó là cực kỳ nhiều luôn cực kỳ nhiều, rất là thành công thì như vậy như vậy các bạn có thể hình dung ra đấy chính là một cái, một cái chiến lược về real time content real time content tức là làm nội dung theo thời gian thực hàng trăm nghìn người đã tương tác, đúng không ạ, một cái chiến dịch rất là thành công có thể nói là rất là thành công về mặt thương hiệu các bạn có thể tham khảo những cái nội dung như vậy, cách thức làm hay làm ở Việt Nam thì nếu mà nói có, có độ sáng tạo thì có, có cái hãng như là Durex cũng là một cái hãng rất là sáng tạo uh, sử dụng những cái nội dung rất là thông minh tuyệt vời ok chúng ta có thể booking uh, các bài quảng cáo bài PR trên báo chí uh, chúng ta cũng cần phải xử lý uh, rồi thì chúng ta cũng uh, sử dụng các hình thức quảng cáo cho mobile app tức là quảng cáo trên nền tảng di động hoặc là viết app đúng không ạ uh, viết app để mà uh, thu hút khách hàng và à, có thể các cái ứng dụng mà chúng ta sẽ cài đặt để, để mà ngày càng à, thu hút được cái đối tượng cái chiến lược ở đây chúng ta cần phải à, sớm thu hút được cái người cài đặt các ứng dụng của chúng ta ok à, thì trên đây là cái video tôi có thể nói là review thôi nếu mà nói là giảng dạy gì thì cũng chưa có cái nội dung gì ghê gớm cả à, review cho các anh chị và các bạn cái cái các cái, cái kênh để mà chúng ta phát triển các hệ thống marketing các kênh thế còn khi mà chúng ta sử dụng các kênh này thì chúng ta sẽ thường là sẽ phải có một cái phần mềm mà có thể tích hợp các kênh đến lại đo lường tích hợp cùng một cái chỗ một cái phần mềm và chúng ta triển khai đồng loạt nhiều kênh phù hợp và về mặt chiến lược lâu dài thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao là giảm những cái truy cập mà phải trả phí mà tăng những cái truy cập và miễn phí đến thì mới là tốt. bằng cách là chúng ta seo web viết bài, seo youtube làm video, làm tiktok, làm facebook vân vân, các hội nhóm vân vân. để mà mình ở đây này, ở đây còn có cả thiếu đấy, còn có cả facebook group nữa, các hội nhóm, các zalo cũng đây còn một kênh nữa là kênh zalo, đúng không ạ? một cái kênh cũng cũng có cái sức mạnh rất lớn và chúng ta cũng chưa liệt kê. thì trong zalo thì À, cũng có zalo ads đúng không ạ mặc dù chạy quảng cáo zalo thì khá là chán à, rồi thì uh, chúng ta cũng có tạo nhóm để chăm sóc uh, khách hàng trên zalo à, chúng ta cũng có thể tạo zalo oa và sử dụng các tin nhắn broadcast tin nhắn uh, chăm sóc khách hàng zns vân vân à, hoặc là chúng ta cũng có thể kết hợp với các cái giải pháp của atima khác ok thế thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục mà sử dụng các cái chiến lược mà chúng ta đã đề ra thứ nhất là chiến lược đa kênh thứ hai là tập trung cho mobile thứ ba là tập trung vào content và thứ tư là à, thu hút được khách hàng mà à, thông qua các cái phương tiện à, truyền thông đa phương tiện à, truyền thông mạng xã hội nhưng mà không trả phí à, thì bằng cách là chúng ta phải phát triển content marketing cực mạnh à, và thu hút được khách hàng càng nhiều càng tốt à, tạo các cái chương trình và các cái tiếng vang cho mình À, từ đó thì chúng ta sẽ à, hàng ngày chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc phát triển các hệ thống marketing và các cái chương trình marketing thôi à, chúng ta sẽ à, thu hút được khách hàng hãy nhớ rằng nếu như chúng ta phụ thuộc vào kênh à, quảng cáo trả phí quá nhiều thì càng ngày lợi nhuận của chúng ta sẽ càng giảm bởi vì à, nguyên tắc của các cái công cụ quảng cáo thường là họ sẽ làm là giá thầu tức là giá sẽ tăng lên khi mà có nhiều người cùng tham gia thầu tham gia bán hàng tham gia quảng cáo À, bằng chứng là Facebook bây giờ quảng cáo rất rất đắt đỏ à, So với mười mấy năm trước đây tôi đã làm từ năm 2010 Thế thì lúc đó một triệu Việt Nam đồng quảng cáo Thì có thể tiếp cận được một triệu lượt Nhưng bây giờ một triệu Việt Nam đồng quảng cáo Thì chỉ tiếp cận được khoảng à, 8.000-7.000 lượt Đối với cái bài quảng cáo tương tác có nhắn tin Đấy. Thế còn bài hiển thị thì có thể được độ uh, Vài chục ngàn hoặc là um, trăm ngàn là nhiều Đấy. Nó Nhìn chung là rất đắt đỏ so với trước đây rất nhiều chưa kể đến là hiệu suất rất là kém ok à, một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video bài học này xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào video bài học tiếp theo xin cảm ơn